Nhân ngày cưới của bố em, ông ngoại tặng cho bố em một cô vợ, đó là mẹ em. Mày biết thế à? Mẹ em đầu to bằng quả bưởi, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, phao câu to như cái rành, hàm răng như đồng lúa chín. Mày biết mẹ thế à? Mày biết đến bố mày đây này, bố mày lấy mẹ mày bao nhiêu năm mà chưa bao giờ bố mày dám tả thực mẹ mày như thế nhá nhá. Cò, mày nói cho mẹ biết có phải đúng bài văn này mày tả mẹ không? Đúng không? Dạ, đúng ạ. Mẹ như thế nào? Con chứng minh mẹ đúng như thế. Ôi trời ơi, thằng cò đâu ra đây ngay? Cứ từ từ để cho con nó đánh răng xong nó ra ăn sáng rồi có sao đâu, cứ sổn sổn. Chẳng có ăn uống gì hết nhá. Ăn lắm rồi lú mề lú bấn. Làm văn rồi học hành như thế đấy. Sao kiểu mày là tháng này chưa mua đủ 10 bộ quần áo cho nên mẹ mày là cứ nhảy lên chồm chồm đấy. Này tôi nói với anh biết.